vị và các bạn, trước mắt quý vị và các bạn là hai chiếc máy xay bột gạo nước Đà Nẵng do bên em đang phân phối trên thị trường này. Ở đây nhà em bán chủ đạo hai mẫu này là 100% dây đồng. Nên em sẽ khui thùng cũng như là lắp ráp cho các bạn cùng xem chiếc máy xay bột nước nhé. Em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn hai chiếc máy này. Nhà em sẽ khui thùng nhé. Ta sẽ có hai chân này. Chân này. Một túi đồ này. Và chiếc máy này thì khá là ok đấy. Đây, mình máy mới tinh còn đang trong thì bóng luôn. Bỏ ra cho các bạn xem nhé. Chúng ta lưu ý khéo vỡ này nhé. Em nhớ tay này. Đây, thật nhẹ nhàng luôn. Đó, đây chiếc máy rất là đẹp, rất là mới. Chưa hề sử dụng đâu. Và đây cũng là một chiếc máy cũng gần giống như vậy. Là có hai chân. Túi đồ giống hệt luôn. Chỉ khác một chút về máy đây. Nhưng mà các bác yên tâm, motor hai con này là 100% dây đồng nhé. Đá mẹ cái hộp ra. Đây là con máy. Rất là đẹp. Đó. Sau đây em sẽ nói về điểm khác của những cuối video, em sẽ báo giá luôn từng sản phẩm một cho các bác tham khảo. Mua con nào thì mua, không cần phải trả giá nhé. Bên em bán là giá là bao ship rồi. Tóm lại là biết trả giá nhé các bác nhé. Như vậy em đã sắp hoàn thành con đầu tiên nhé. Con này mẫu rất đẹp luôn, rồi các bác đã phải phêu lên là ok nhá, là công việc lắp ráp mà con đầu tiên là coi như là đã kết thúc rất là nhanh chóng luôn. Ta sẽ tiến đến lắp con thứ hai. Đây là đã lắp xong luôn con thứ hai các bạn nhé. Đây là hai mẫu do bên em phân phối nhé. Để cạnh nhau luôn, đặt phiếu lên. Đó. Thì đây chính là hai mẫu máy xay bột nước bột gạo mini Đà Nẵng gia đình do bên em đang phân phối. Các bác có thể nhìn thấy rất là ok luôn. Hai con này về trực quan thì nó giống nhau đến 97%, khác nhau một xíu nhé, và giá cả là chênh một chút. Ở đây thì em sẽ giới thiệu từ con một. Đầu tiên con này. Đó, ở trên thị trường rất nhiều bên các bên cơ sở họ giới thiệu. Chiếc máy này là chiếc máy xay bột nước inox, nhưng thực tế là nó là nhôm các bạn ạ. Em thấy không phải inox đâu. Cái này là nó đúc. Gia công tiện rất đẹp, nhưng mà nó cũng chỉ là nhôm thôi, không phải inox, tóm lại là như vậy. Và đá là sử dụng đá Trung Quốc màu trắng. Đấy, độ cứng rất là cao, nên nó rất là chai lì. Việc có chai lì thì khi mà chúng ta xay ấy, nó cũng sẽ không có các cái vấn đề phát sinh như là lở cái đá ra, ảnh hưởng đến chất lượng của bột. Các bác cứ yên tâm sử dụng nhé. Con này là nó là mạ đấy, không phải là inox hay gì đâu. Nó là mạ. Không nhầm, nó là mạ kẽm. Mạ kẽm không phải, con này là đại loại các bác cứ gọi là mạ inox được. Rất sạch sẽ sang bóng ấy. Còn con này thì nó là nhôm rồi. Con này nhôm đúc. Đó, và các bác lại nhìn thấy hai con này nó mở hoàn toàn khác nhau luôn. Một con mở sang bên trái và một con nó mở sang bên phải. Đó, con này mở bên phải, con này mở bên trái. Đấy là chính điểm khác biệt. Chụp thì con này là chụp bằng gang luôn. Nó đánh bóng là sơn rồi, rất đẹp. Con này thì cũng bằng gang, nhưng nó bóng nhựa rồi, rất là hay. Đó. Đây là mẫu nhôm, đây là mẫu gang. Rất đẹp. Thì cái mẫu nhôm này, đá hay của hai con này giống hệt nhau các bác nhé. Đá từ đường kính này, viên đá trong, viên đá ngoài, đường kính hay tất cả các thứ đều giống nhau luôn, nên chúng ta có thể dùng đá của hai chiếc máy này giống nhau. Và bên em có bán cả đá luôn, các bác mua hàng cứ liên hệ nhé. Em báo giá luôn, sản phẩm xe bột nước mạ này thì là 2.200.000 bao ship tận nhà luôn, còn con nhôm này sẽ là 2.100.000 cũng miễn phí ship tận nhà luôn.
Đấy, chỉ trên đây em là lắp ráp cũng như là giới thiệu báo giá sản phẩm máy xay bột gạo Gia Linh 2 mẫu. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ số điện thoại ghi dưới màn hình để được tư vấn hỗ trợ. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem hết video của mình.